từ thế nào mà dọc con đường này nó chuyên ngành dừa. Lạ lạ đây này. Lạ lạ. Ngày xưa cái đường này là toàn bán ổi, bây giờ lại toàn bán dừa. Đây là từ quả như này này. Thằng vui em nó cạo. Đây này. Nhưng mà thế chỉ có làm như thế này thôi nha, mà dừa nó rất rẻ nha, mà đủ tiền trả nhân công. Đây là mua dừa không cho vào trong chai. Còn à, còn là cái vía của tôi công nhận vía tốt. Vía của tôi cứ mỗi lần tôi dừng ở đâu tôi mua, kể cả tí nó ăn cũng thế. Quán đang vắng nha, mà nhưng mà mình ăn một cái là vía mình nó cứ như thế nào ấy, cứ đến một phát là quán cũng đông. Còn các cái này là bọn em quý là trồng cây được cái này. Tức là bán được cả vỏ dừa, nhưng mà à đây, cái chỗ này là chỗ mà ở trong kia có những ông ấy bổ dừa nhanh lắm. Ông bổ dừa rất nhanh. Còn cái này mà nâng cao được cái giá trị sản phẩm là ở trong kia ấy, nó phải đóng cái tem mác. Nó phải đóng cái tem mác cho cái này này. Đây này, đóng tem mác với các thứ này. Còn ở bên trong nữa, cái cùi dừa nó người ta cũng tận dụng được. Nhưng mà con cái thủy là nó đi đâu là nó bây giờ nó không mang tiền. Cái câu chuyện của cái mã QR này là buồn cười lắm. Ở bên Trung Quốc ấy, các bạn mua hàng từ cái bé nhất đến cái lớn, nếu mà các bạn mà thanh toán bằng tiền mặt là người ta ngơ ngác, xong rồi người ta sợ tiền giả. Ở mình đây bây giờ là đi đường, bây giờ là như con cái thủy là nó không mang tiền, nó mang tiền sợ rơi ấy, nó đi chuyển khoản. Đi mua dừa như này mà không có cái chỗ nào mà không có mã QR hoặc là không đồng ý thanh toán này bằng chuyển khoản là ngại. Nếu bao nhiêu có mấy chục nghìn này, nhưng mà bên Trung Quốc này mua từ cái bé mấy nghìn chục nghìn tiền Việt, người ta cũng có cái mã QR này để thanh toán này. Đi chùa bây giờ ông công đức, đi sinh nhật hoặc là đám cưới hiếu hỉ, đám cưới đây nhá, nhưng mà nó sẽ có là cô dâu chú rể, xong rồi mã QR để các bạn mừng ở trong cái ấy, chứ không đi theo tiền mặt như ngày xưa. Thế cho nên là bên Trung Quốc mình xem video ấy, bên Trung Quốc là người ta thanh toán như này này, các bạn mà không ấy, các bạn muốn thanh toán tiền mặt ấy là người ta nhìn bạn với con mắt như kiểu là các bạn ở từ thập niên trước ấy, xong rồi người ta sợ tiền giả. Đấy, cho nên là bây giờ thanh toán là toàn thanh toán qua tài khoản hết. Còn cái vấn đề là nói chung là làm gì để kiếm tiền thì đấy, mô hình cũng chỉ bán dừa thôi. Đấy, trả công nhân viên cũng kê ghê phết đấy. Ở trên kia có một cái cũng một cái cửa hàng như thế này nè, nhưng mà 4-5 nhân viên một người, thì nói chung là lao động phổ thông. Ở tôi như thế này thì nếu mà các bạn ở trên miền núi về thì tức là thuê những bạn ở trên miền núi này thì chắc là 5-7 triệu, hay là 5 triệu, hay là 4,5 triệu, hay 5 triệu, tầm như vậy. Nhưng mà còn những lao động mà ở đây ấy, thì nói chung là nếu mà thấp quá thì người ta đi làm cái khác, trả lương thấp quá ấy. Thì chắc là em này em cứ như thế này thôi, nhưng mà chắc cũng 3-4 triệu. Em ấy chỉ có nhiệm vụ là ngồi đấy xong rồi cạo cái dừa này, thì cái chi phí của cái quả dừa ở đây thì nó cũng đắt, chứ nó không như Bến Tre. Ví dụ Bến Tre 3-4 nghìn hay mấy nghìn ấy, xong rồi còn trèo leo rồi các thể loại, tức là cái người trèo quê người ta để hái dừa ấy, thì mỗi quả chắc là 1-2 nghìn hay mấy nghìn này, 1 nghìn đúng không, 2 nghìn, 2 nghìn rưỡi, thì bán ra chắc là 3-4 nghìn, nhưng ở đây toàn 15 hay hình như là 15 hay mười mấy nghìn một quả cơ, hơn chục nghìn. Tôi không, mặc dù mình mua nhưng mình cũng không để ý giá. Ý đây này, đóng vào cái chai này tính ra một chai bao nhiêu tiền. Thế là đi đường uống. Chứ còn nói chung là trong việc buôn bán này,
ngay cái vấn đề cái câu chuyện mà quả dừa ở trong Bến Tre mấy nghìn ấy, xong rồi công người ta thuê cái người trèo lên chảy ấy, xong rồi ra đến ngoài này chi phí vận chuyển, xong rồi mặt bằng không, nhân công, xong rồi vận cước vận chuyển, cho nên cái giá la cũng vậy. Nhiều ông mới bảo là ở tôi là mấy nghìn à, ở tôi là 50.000 mấy 100 hay bao nhiêu ấy. Tôi bảo tôi báo giá lẻ như vậy để cho các bạn biết, để các bạn có cái tiền thôi, các bạn có thể các bạn mua được nếu các bạn mua lẻ. Chứ còn nghe trên mạng ấy thì mẹ nó báo giá dừa, ví dụ như ở đây ấy, ở đây hơn chục nghìn, 15-20 nghìn, thậm chí ở các nhà các bạn khéo phải mua 22 nghìn, nó báo giá dừa Bến Tre 3 nghìn ấy, mấy 2 nghìn ấy, thì các bạn mua làm sao được. Giá la cũng vậy, để cho các bạn muốn mua được thì các bạn cũng phải lên mạng các bạn tham khảo, hoặc là nếu không thì cũng phải vào các cái cửa hàng hoa quả nhập ấy các bạn mua. Chứ còn tôi có ý cạnh tranh hay là tôi ấy gì đâu, nhưng mà báo giá làm sao mà các bạn ở các địa phương khác các bạn mua được, là mua bằng cách nào thì các bạn lên mạng mà cứ có cái phần phu rít gì đấy, tức là hoa quả nhập ấy, thì các bạn mua thì cái giá nó tầm 300-500 cơ. Chứ còn nếu mà các bạn đến tận vườn hay các bạn ấy mà cắt 1-2 cân hay ai ấy các thứ thì người ta không bán, hoặc là bán sẽ giá cao. Như mình cũng vậy, bán mộc, nhưng mà các bạn bảo là ví dụ 100 cây thì giá 500.000, các bạn trả 700 tôi cũng trả bán 1 cây 2 cây. Này tôi bán lẻ này 1 triệu cơ, này gấp đôi cơ. Còn đôi khi lên mạng thì chúng nó có hiểu cái chuyện đấy đâu, chúng nó thích cạnh giá mấy cả cái gì ấy, nói mình theo kiểu là cái nọ thế kia. Ôi rồi, qua cái bài bán dừa nhá. Đây là các cái vườn mà kiểu các anh em ở đây này. Dọc đường Tứ Eco Park đi lên cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Tuy. Ở đây là có em Hùng, em Quý mấy cả có thằng Tuấn B nó ở dưới cái kìa. Đấy, anh em bán đây này, cho nên mọi người ở Hà Nội nếu mà nói thật ra là đi đường đây xong rồi mua sắm về nhà cửa nó thoải mái. Đây các nhà vườn, toàn nhà vườn lớn nhất miền Bắc luôn. Đấy, trên này là vườn em Hùng, xong em Quý, xong rồi vườn thằng Tuấn B ở dưới kia đấy, toàn anh em. Còn ngoài ra thì các anh em như thế này thì tôi lại không thân lắm. Không thân lắm. Mua các cái loại hàng từ hàng ná, từ hàng lung tung, từ hàng mấy chục, trăm. Còn ở dọc đây này dừa rất nhiều. Ngày xưa là bán ổi đông dư. Bán theo kiểu cái xu hướng vẫy ấy. Các bạn đi qua đây một cái là người ta vẫy như này này. Bán vẫy ấy. Đấy. Xong rồi bây giờ chuyển sang hầu hết là cây cảnh với cả dừa. Có một ông là Tuấn B nó bảo là có một ông xem chỉ tay ở đây này, xem quái ở đây này, ông ngồi góc kìa. Cây cảnh Quang Minh này nợ của Dũng kéo hết 50 triệu hay sao ấy. Thôi được rồi, nghỉ nhá.